Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Một trận tâm ma đến từ server 706. Và trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó là Trần Nguyễn Khoa. Và chúng ta có Tiều Giàu, Dương Môn và Thiếu Lâm anh em ơi. Thôi dạo này anh em quấn tâm ma toàn hệ kim không luôn nha. Nhưng mà cái vấn đề, nếu như mà trong một map tâm ma hệ kim nhiều thì Tiều Giàu sống nổi không anh em ơi? Vẫn sống nổi nha anh em. Nếu như mà anh em là một cao thủ tiêu dao và chúng ta canh được cái lượng né tránh của tiêu dao thì chắc chắn đây là một môn sa phái cực kỳ đáng sợ cho những môn phái hệ kim. Rồi bây giờ mình farm cái đợt lính đầu tiên và sau đó có lẽ là đi kiếm tí máu bà con ơi. Chứ máu đầy quá, quấn tâm ma nó cũng không vui ha. Bắt đầu chuẩn bị di chuyển về khu vực số 17 một cái lượt. Shot. Đó, từ từ lóc lên, đó, nhảy ra, không nhảy luôn, thất thám ngược trở lại. Và như vậy chúng ta sắp kết thúc được 3 thành viên treo tại khu vực số 17. Nhưng mà Dương Môn của mình bị cái bàn cấu rất nhiều máu anh em ạ. Phải nói là cái bàn là môn phái khá đáng sợ trong tâm ma đó anh em. Nhưng mà tại sao mình lại thấy anh em ít chơi môn phái này trong tâm ma nhỉ? Môn phái dạo này hệ kim nhiều, anh em hãy sử dụng cái bang đi. Môn phái này mà anh em BK chắc tay hả? Anh em chỉ cần né được những cái sát thương của tiêu dao thôi thì những môn phái còn lại là cái bang nó đấm không trượt phát nào anh em ạ. Và bây giờ các thành viên của chúng ta đang sắp mặt hồi máu tại khu vực số 5. Trong đó Dương Môn yếu máu nhất anh em ơi. Hôm nay hứa với anh em là ra một cái clip để chia sẻ cho anh em cái cách để giúp cho anh em có thể hồi máu Dương Môn lẹ mà mình chưa có dịp ra clip nữa anh em ơi. Anh em thông cảm giúp mình nha. Ở đây sẵn mình nói luôn, thật ra Dương Môn hồi máu khá đơn giản anh em ơi. Anh em chỉ cần cố gắng gom được 5 con lính hoặc là 3-4 con lính về chùm một vị trí và anh em sử dụng 2 kỹ năng cung nha. Sử dụng 2 kỹ năng cung anh em sẽ hồi được rất nhiều máu. Đặc biệt là khi Dương Môn mà anh em lên được khoảng mốc 300k lực chiến là hồi cực kỳ khỏe luôn. Làm gì làm anh em phải cố gắng gom được lính chụm lại một chỗ và sau đó sử dụng kỹ năng cung anh em bắn. Bắn là sử dụng những kỹ năng bắn chứ không phải là sử dụng cái đòn đánh thường nha anh em ơi. Đó, sau đó anh em chuyển qua kỹ năng thương. Và với Dương Môn thì anh em hãy sử dụng kỹ năng hồi máu rất lẹ luôn. Và chúng ta di chuyển về khu vực số 18. Có một Dương Môn yếu máu, bên này có một cái quần thể kim cang. Nhưng Dương Môn có lẽ không dám quay trở lại. Chúng ta đã nhặt được quần, di chuyển về khu vực số 6. Có cả Thiên Vương Côn Lôn nữa anh em à. Một team cũng có hai môn phái hệ kim, nhưng Tiều Giàu chúng ta có một cái quần rất chắc. Như vậy là kết thúc được Dương Môn một pha lướt. Phải nói là canh vị trí rất chuẩn xác. Và cuối cùng thì ảo tượng cũng xuất hiện và chúng ta di chuyển trở lại khu vực số 5. Dương Môn đang mở ảo tượng rồi bà con ơi. Trận này chắc chỉ có những môn phái hệ hỏa thì sẽ làm khó được anh em nha. Bây giờ chúng ta có một quyển bí kíp. Rồi, Tiêu Dao đang nóng lòng muốn di chuyển về khu vực số 4 anh em à. Có lẽ là chúng ta... Đấy, bỏ rương, lướt vô, có gì đây, đó là Thiên Vương lóc lên và Thiên Vương đã mất 7x. Như vậy, khu vực số 4 có lẽ vừa có giao tranh. Và chúng ta đã chiếm luôn khu vực này, một cái quần thể kim cang. Đó, anh em cứ thấy quần mình cứ từ từ há mặt nha anh em ơi. Không cần phải vội vàng gì đâu, ít nhất anh em phải chờ hồi kỹ năng. Một phát lướt, nhưng mà khu vực số 3 khá trống. Như vậy có lẽ ở đây cũng có giao tranh để giành ảo tượng rất quyết liệt, dẫn đến là các team không dám ùa về nữa anh em ơi. Wow, đội hình chúng ta sở hữu được 3 cái ảo tượng tại vòng 1 là một điều rất thơm, cực kỳ thơm luôn. Và Tiêu Dao chúng ta đang có cả tấn công bạo kích. Bây giờ thì mọi người đang cố gắng mở rương, bởi vì đây là vòng số 1, do đó mình đừng có để lãng phí các nguồn tài nguyên này nha anh em ơi. Đây là cái tiền đề để anh em kiếm các nguồn xu để mình có thể trang bị thêm bí kíp. Trời ơi, Tiêu Dao mở liên tục được bí kíp anh em ạ. Quá phê. Ôi, có bầu kích thôi anh em ơi, vừa có bầu kích mà không nhường cho Dương Môn, tội nghiệp Dương Môn. Trời ơi, một cái tấn công, một cái bầu kích. Team này mà anh em có 3 cái bầu kích nữa là chấp mọi team luôn anh em ạ. Đây có một cái tấn công, lần này Tiêu Dao đã nhường tấn công lại và thành viên nào sẽ nhặt đây? Chắc chắn mình, nếu mà mình sẽ để cho Dương Môn anh em ơi, để cho một team một đam nữa anh em úp nó sẽ đã hơn.
Bây giờ có lẽ là sau khi mở rương xong thì chiến thuật rất rõ ràng, đó là sẽ áp sát về thường nhân. Tâm ma này công thức nó cũng có nhiều đó, quay tới quay lui anh em ạ. Bây giờ mọi người di chuyển sang khu vực số 7 dương môn bật búp, bên này có một Nga Mi mục tiêu giao rồi. Ngạo thế. Và với cái cách di chuyển này thì mình đoán đây là một team treo. Rồi từ từ tiêu giao ơi, vẫn chưa hồi kỹ năng. Trời, ta nói quýnh nhau mà không kịp hồi kỹ năng lại muốn di chuyển về khu vực số 8 anh em ơi. Tiêu giao mình đã có đậu chuyển tinh di. Ông tiêu giao cũng nóng ruột mà dương môn còn nóng ruột hơn nữa anh em ạ. Như vậy tiêu giao chúng ta chưa có bí kíp thức thám, hy vọng là khu vực số 9 sẽ có chờ anh em. Và chúng ta vẫn còn 6 quyển ở trên này. Quá thơm luôn bà con ơi. Và như vậy là vòng số 1 sẽ kết thúc tại đây, hiện tại vẫn còn 11 team. Rồi sang vòng số 2 thì anh em cố gắng lấy một quyển bí kíp cho Thiếu Lâm nữa là tuyệt vời nha anh em ạ. Và chúng ta hãy cố gắng đi check map xung quanh để anh em kiểm soát được bản đồ tâm ma này sẽ còn những team nào. Vòng số 2 bắt đầu và mọi người đang tiếp tục farm. Farm cho Thiếu Lâm tí máu thì anh em nhìn thấy tội quá anh em ơi. Thương nhân tại khu vực số 4 rồi bà con ơi. Chờ Thiếu Lâm một chút anh em ạ. Cho Thiếu Lâm farm. Dương môn đã qua khu vực số 4 rồi. Rất nóng vội luôn. Và chúng ta có một xung tiêu, một tàn kiếm đây. Tàn kiếm đã thoát về khu vực số 5 nhưng xung tiêu không thoát được. Như vậy là mình đã kết thúc thêm được hai thành viên. Ôi Thiếu Lâm, Thiếu Lâm mua bí kíp chưa Thiếu Lâm ơi? Tranh thủ đi nào bạn ơi. Đúng rồi. Và bây giờ có lẽ Thiếu Lâm đã có được quyển hàng Long Côn đó anh em. Rồi bây giờ có lẽ là chúng ta cần hồi máu cho các thành viên của mình lên một cái lượng máu ổn áp. Và sau đó bắt đầu đi quét map. Lấy một cái phục ma thạch nữa thêm đam. Rồi gom lính lại. Thiếu Lâm giọng một cái hự. Ơi xung tiêu có quần thể kim cang giọt lẹ. Tiêu vào chúng ta đã ăn một cái chiều cuối. Hiện tại Thiếu Lâm đã bị khống chế rồi anh em ơi. Và Thiếu Lâm chỉ còn một vạch máu. Đội bạn rất căng luôn. Đó là Trường Ca, Xung Tiêu và Hậu Thiên Sơn. Một cái team rất chi là bình thường nhưng lại úp chúng ta cực kỳ căng. Như vậy anh em thấy là Thiếu Lâm đã lên bảng điểm số. Rất tiếc Thiếu Lâm chỉ vừa mua kịp bí kíp thôi anh em ơi. Và chưa kịp sử dụng hiệu quả cái quyển bí kíp đó nữa thì anh em đã phải chia tay trận tâm ma. Cái này thì hơi bị đen nha. Bây giờ chúng ta chỉ còn có hai thành viên và có lẽ mọi người cần phải hợp quân lại với nhau. Dương môn chúng ta có quần thể kim cang. Vậy bây giờ anh em di chuyển về khu vực số 5. Ủa lúc nãy team kia bên khu 1 mà anh em không về khu 1 luôn à. Tiếp tục có quần thể kim cang cho tiêu giao. Bây giờ anh em sẽ di chuyển về đâu? Về khu bên ngoài. Ôi sao bên ngoài? Từ từ bình tĩnh. Bên ngoài nó đã chỉ thông với 16 thôi anh em ơi. Đây có một minh giáo, một thiên nhẫn. Team này chắc treo rồi anh em ạ. Wow, ngũ độc. Bình tĩnh. Trường Ca, Thiên Sơn. Wow, cái team đó chỉ để di chuyển tới anh em ơi. Có cả Xung Tiêu và Tiêu Giao nữa. Vẫn còn rất nhiều team trong bản đồ tâm ma này. Và hiện tại dương môn chúng ta đang có mặt tại khu vực số 1 rồi anh em ơi. Chỉ còn khoảng 20 giây nữa là ảo tượng xuất hiện và có lẽ anh em cần phải giữ kỹ năng. Bây giờ Dương Môn đang có mặt tại khu vực số 7 và chúng ta về họp mặt với Dương Môn. Mình thấy cái kèo này bắt đầu trở nên căng thẳng khá nhiều vì chúng ta vẫn còn rất nhiều team cực kỳ khó chịu và đội hình của mình đã mất đi một thành viên. Ảo tượng xuất hiện và bây giờ Tiêu Dao đang mở ảo tượng. Đây, mình thấy khu 6 chuẩn bị máu lửa nè anh em. Quan trọng là cái khu nào nó mở trước nha. Bây giờ khu số 7 mở xong thì chắc chắn số 6 sẽ ăn đạn. Dương Môn mặc quần vô, Tiêu Dao chuẩn bị có một pha lướt nhưng bên này không có ai cả. Bây giờ chúng ta mở hay là tiếp tục chạy? Dương Môn đã check về khu vực số 1. Như vậy là chúng ta thấy khu vực số 2 đã mở, trên đó có team Dương Môn đã kêu gọi các thành viên của mình di chuyển về khu vực số 2 anh em ơi. Đó chính là team của Trường Ca. Xung Tiêu một pha lướt khống chế hai thành viên tiếp tục thất thám. Và như vậy không cần thất thám thì họ cũng đã lên bảng điểm số. Hình như là cái đội hình này là
Thiên Sơn theo sau anh em ạ. Theo suy đoán của mình là như vậy, Trường Ca với Xuân Tiêu là đám chính. Quả đen cho hai bạn nha, bởi vì hai bạn đã mở tượng nhưng mà bị chúng ta phát hiện. Anh em thấy không, trong một cái trận tâm ma mà anh em mở tượng mà mình cố gắng mở rương anh em, mà gặp một cái team khác tay to, họ chắc chắn họ sẽ về. Tại vì đối với tay to, họ sẽ tìm kiếm những cái khu vực có team để họ giao tranh, và họ mong muốn áp đảo được cái team đó. Do đó khi mà anh em mở tượng chắc chắn là anh em sẽ bị lộ vị trí liền. Lý do vì sao mà ở vòng số 2 mình luôn khuyến khích anh em là cứ mở tượng của khu này xong là mình bỏ rương, mình sẽ chạy sang khu khác. Ở chứ mà anh em cố gắng nán trở lại chắc chắn sẽ có những team họ sẽ ùa về và úp chúng ta. Đặc biệt nếu như những team họ có suy nghĩ như đó như vậy thì chắc chắn đó là những team tài rất to nha anh em ơi. Và bây giờ chúng ta úp về khu vực số 9 nào, bên này có ai không? Ủa Dương Môn làm pha hết hồn, mình cứ nghĩ là bên này có team anh em ơi. Bây giờ anh em không thèm mở rương, không thèm mở ảo tượng luôn, và chúng ta đang truy tìm những team còn lại. Đây là một thái độ chủ quan mà mình rất hay làm anh em ạ. Và cái kết là nó rất là sắp mặt anh em ơi. Đó, thấy chưa, cái bang Thiếu Lâm. Trời ơi, Dương Môn ta nói ôm cái đầu máu chạy về tới khu vực số 8 luôn. Hên á, cái đó mà hả, gặp team cầm tay, cái bang nó dịnh lại là khỏi chạy luôn. Bây giờ chúng ta còn 3 đội trong bản đồ tầm ma. Có một tiêu dao đây rồi, tiêu dao xuất hiện. Và bây giờ anh em làm gì đây, mất né rồi nha anh em, mất lóc luôn. Như vậy chúng ta phải rời khỏi giao tranh. Vẫn còn tiêu dao trong bản đồ tầm ma này, do đó mọi người quyết định quay ngược trở lại để mở ảo tượng. Đó, mình biết anh em cũng đang nóng lòng muốn kết thúc trận tầm ma thật sớm. Dường như là tiêu dao đã có mặt tại khu vực số 7 anh em ơi. Mình thấy Dương Môn chúng ta bị giật máu. Và bây giờ thì vòng số 2 đã kết thúc. Sau khi vòng số 2 kết thúc, anh em hãy cố gắng mình đi chết tài nguyên nha. Ui, vẫn còn tàn kiếm nó treo kìa bà con ạ. Như vậy là tàn kiếm một team treo đã lên bảng điểm số, nhưng vẫn còn 3 đội. Chắc chắn khu vực số 2 hoặc số 9 sẽ có team nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn có 2 đội trong bản đồ tâm ma. Để xem đó là những môn phái gì đây. Rất yên lặng anh em ơi. Bây giờ mình phải xác định được team đội bạn gồm những môn phái nào thì anh em đánh cái trận tâm ma này nó mới dễ dàng được. Vẫn chưa thấy, và các tài nguyên đây vẫn còn tài nguyên. Như vậy chưa có ai chết tài nguyên ở đây nè ơi. Chúng ta di chuyển gần hết bản đồ rồi nhưng mà vẫn chưa phát hiện được cái team kia. Đấy rồi, đó là một Xung Tiêu, một tiêu dao Xung Tiêu đã bị lock rồi nè ơi. Như vậy một cái thất thám nữa và Xung Tiêu đã không qua khỏi. Chúng ta còn một tiêu dao Ỷ Thiên đã thoát thân thành công. Tình huống đó là Xung Tiêu đã phản xạ không kịp anh em ơi, không kịp. Cái đó mà Xung Tiêu đặt mấy quả bom ra thì có lẽ là Xung Tiêu có tỷ lệ thoát thân thành công. Bây giờ chúng ta đang đuổi theo tiêu dao. Tiêu dao có quân thể kim cang một phát lướt trượt rồi. Tiêu dao đã quay ngược trở lại kéo chúng ta và mất né tiêu dao chúng ta rồi anh em ơi. Dương Môn đang có mặt tại khu vực số 4. Bây giờ anh em sẽ làm gì đây? Tiếp tục rượt theo tiêu dao, có lẽ tiêu dao sắp hết quần. Và bây giờ một cuộc rượt đuổi xin được phép bắt đầu. Tiêu dao lên ngựa di chuyển thẳng về khu vực số 6. Trong khi đó Dương Môn chúng ta đang có mặt tại khu vực số 9 luôn kìa. Và sau đó lượn tới lượn lui, phần chia rất rõ ràng. Dương Môn thì anh em không quá sợ tiêu dao nha. Đấy, chuẩn bị nó trận đầu bên kia nè anh em ơi, cẩn thận. Ai, Dương Môn mình đã qua rồi, có lẽ tiêu dao bên kia đã thoát. Tiếp tục đuổi, anh em qua cửa mấy anh tiêu dao chú ý nha. Nó chặn cửa, nó lóc một cái, ta nói tóc váy luôn anh em ạ.
Đấy rồi, một phát lướt, một phát lóc trượt anh em ơi, tiếp tục bên kia lóc trúng chúng ta. Trời ơi, căng thế, nhưng mà đội bạn đã hết combo, sau đó buộc lòng phải chạy. Cái đó chạy là đúng nha anh em, bởi vì nó có thể bên mình sẽ gọi đồng đội trở về. Một combo của bạn tiêu dao bên kia không hiệu quả. Nếu như lúc nãy mà tiêu dao mình bị nhấc bổng lên thì tỷ lệ ăn đam nhiều sẽ cao hơn đó anh em ơi. Vẫn tiếp tục những màn rượt đuổi của các môn phái tiêu dao. Bây giờ ảo tượng xuất hiện rồi anh em. Và ở tình trạng này thì tiêu dao là cực kỳ yếu thế nha, bởi vì di chuyển các ô sẽ bị những cái con tinh anh cấu máu. Nhưng mà anh em thấy là hiện tại tiêu dao đội bạn đã có quần thể kim càng và úp về dường môn chúng ta luôn, phải nói là quá dữ dằn, liên tục gây áp lực về phía dường môn. Đó, tiếp tục gặp nhau lại có giao tranh nữa rồi anh em ơi, chúng ta lại lóc và đội bạn lại thoát thành công nữa. Cả hai tiêu dao phải nói là rất hay anh em, né chiêu và có những pha xử lý liên tục gây áp lực về cho team đội bạn. Tiếp tục một pha lướt, một pha kéo, chúng ta mất né, đội bạn cũng mất né anh em ơi. Và sau khi hai tiêu dao mất né thì tiếp tục chạy. Anh em để ý nha, cái né của tiêu dao nó sẽ hồi trong khoảng 12 đến 13 giây nha anh em. Anh em có thể canh cái khoảng thời gian của Trần Tâm Ma để chúng ta canh né cũng được nha. Bây giờ Dương Môn đang cắm đầu hồi máu tại khu vực số 9. Có lẽ là bị tiêu dao bắt tại khu vực số 9 rồi, đúng là như vậy anh em ơi. Phải nói là tiêu dao đội bạn không hề tha cho Dương Môn. Rồi, tiếp tục rượt, một phát nhảy, một phát lướt, một phát lên ngựa rất nhanh và họ đã di chuyển ngược trở lại khu vực số 1. Wow, trận này căng và cực kỳ hấp dẫn. Những pha rượt đuổi liên tục xảy ra. Và chắc chắn anh em cũng đang rất là lo lắng cho sinh mệnh của Dương Môn. Tiếp tục xuất hiện rồi này mà, không cho chúng ta mở ảo tượng. Lóc lên và như vậy tiêu dao bên kia cũng đã dính lóc chúng ta và Dương Môn lại một lần nữa tiếp tục hồi máu. Đúng tội cho Dương Môn luôn anh em ơi, không biết mình chơi hệ kim hay là chơi hệ thổ luôn anh em ạ. Trời ơi, ta thấy tội. Anh em thấy ghê không? Tiêu dao mà canh được né tránh hành hệ kim như con luôn anh em. Bây giờ mình đã mở được cái ảo tượng thành công rồi và nãy giờ chúng ta không có chết được các nguồn tài nguyên nhiều do phải rượt tiêu dao. Cả hai đang rất dè chừng anh em ơi. Bây giờ chỉ còn khoảng 30 giây và nếu như tiêu dao bên kia không kết thúc được dương môn của chúng ta thì tỷ lệ bạn ấy giành chiến thắng Trần Tâm Ma này rất khó. Rất khó khi bước về vòng cuối nha. Tiếp tục, bây giờ chúng ta di chuyển về khu vực số 5 và có một cái tấn công kìa anh em. Đây, tiếp tục mất né, cả hai mất né rồi. Tiêu dao bên kia cũng mất né một phát thất thám nữa. Và với sự hỗ trợ của Dương Môn, chúng ta đã kết thúc được tiêu dao team đội bạn. Một pha rượt đuổi rất hấp dẫn. Và như vậy là Trần Tâm Ma đến đây đã kết thúc rồi anh em ơi. Nếu như anh em yêu quý Trần Tâm Ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.